Kính chào quý vị khán giả của chương trình Kết nối cộng đồng được phát sóng vào lúc 21 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh VTC10 Net Việt. Quý vị và các bạn thân mến, một môi trường lành mạnh để giúp cho các bạn học sinh có thể theo đuổi niềm đam mê về toán và khoa học, đặc biệt là trong những ngày hè đang được nhiều bạn trẻ quan tâm. Trại hè toán và khoa học MASPI được thành lập để cổ vũ niềm đam mê nghiên cứu khoa học và tạo cơ hội thiết kế lập trình học về công nghệ cao cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về hoạt động của Trại hè toán và khoa học MASPI. Viện Toán học, nơi diễn ra chương trình MASPI, chương trình Trại hè toán và khoa học đã thu hút sự tham gia của nhiều bạn học sinh hiện đang học tập tại nhiều trường trung học phổ thông và các trường trung học phổ thông chuyên ở Việt Nam. Hầu hết các bạn trẻ này là những học sinh có niềm đam mê về toán học và lập trình. MASPI, chương trình Trại hè toán và khoa học là chương trình được tổ chức dành cho các em học sinh trung học phổ thông hiện đang học tại nhiều trường học khắp cả nước. MASPI được thành lập nhằm giúp các em học sinh say mê toán và lập trình, tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu toán học và làm quen với ngôn ngữ lập trình Scratch và kỹ năng tư duy lập trình. Bên cạnh đó, chương trình tạo điều kiện cho các em có cơ hội trau dồi kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và làm việc độc lập như những nhà toán học và lập trình viên. Điều mà MASPI muốn đưa đến cho các bạn học sinh là tạo cho các em một môi trường để các em nghiên cứu và ứng dụng những kiến thức đã học được để tạo ra những dự án có thể ứng dụng trong đời sống. Chương trình của bọn em sẽ làm theo một cái phương pháp rất là có thể gọi là khá là mới ở Việt Nam, đó là bọn em sẽ cho các em học sinh đề tài và để các em tự khám phá, và các em tò mò về phần nào thì các anh chị hướng dẫn mentor sẽ giúp các em tìm hiểu về phần đấy. Thì em hy vọng là làm như vậy thì các em học sinh sẽ có hứng thú học tập và tìm hiểu toán hơn. Ngoài ra bọn em cũng có giới thiệu thêm những cái chương trình, một số chương trình toán cao cấp hoặc là những kiến thức rất là thú vị về cho các em. Thì thông qua chương trình này, em mong muốn các em học sinh có thể phần nào hiểu được cái việc nghiên cứu toán là như thế nào và suy nghĩ về một đề tài trong một thời gian dài nó như thế nào, biết được thêm những cái kiến thức toán thú vị trong đời sống hoặc là trong khoa học như thế nào, và từ đấy các em ấy có thể định hướng nghề nghiệp tốt hơn cho bản thân mình. Hoạt động trong chương trình Trại hè MASPI rất đa dạng, phong phú. Điều này đã tạo nên sự hứng thú cho các bạn học sinh tham gia. Hai lớp học được hình thành dành cho những bạn trẻ đam mê toán học cũng như yêu thích lập trình. Ở mỗi lớp, các bạn học sinh tiếp nhận cho mình thêm nhiều kiến thức. Với những bạn trẻ đam mê toán học, các em có được cơ hội trải nghiệm việc làm nghiên cứu toán, trau dồi được thêm nhiều kiến thức toán để ứng dụng trong cuộc sống. Trong khi đó, làm quen với ngôn ngữ lập trình Scratch và kỹ năng tư duy lập trình chính là cách mà lớp học tin học mang đến cho các em học sinh yêu thích công nghệ tin học, yêu thích lập trình. Những nội dung trong chương trình được thiết kế mang tính ứng dụng cao để khơi gợi tính tò mò và khả năng sáng tạo của các em học sinh trung học phổ thông. Em thấy những hoạt động được tổ chức của trại hè này nó khá là vui và bổ ích, nó giúp em học về lập trình cũng như tư duy của một lập trình viên. Để chuẩn bị cho trại hè MASPI, các thành viên trong nhóm, những tình nguyện viên của chương trình đã dành rất nhiều thời gian để tuyển lựa học sinh. Nhiều thang mục chấm điểm được đưa ra một cách chặt chẽ, chi tiết để lựa chọn ra những học sinh đủ tiêu chí của chương trình MASPI. Hơn 250 bạn học sinh đã nộp hồ sơ tham gia vào chương trình. Bởi vậy mà đòi hỏi tất cả các thành viên trong nhóm cùng cố gắng, nỗ lực hết mình để lựa chọn ra những gương mặt tham gia trại hè MASPI. Đây đều là những học sinh có niềm đam mê toán và khoa học.
Các em học sinh ở đây đã được chọn lựa rất kỹ cả. Các em tham gia gửi hồ sơ đến cho chúng tôi lựa chọn cũng là các em học sinh khá là xuất sắc. Các em là những người mà đã đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, các có thành tích học tập xuất sắc ở các trường phổ thông. Tuy nhiên là tôi chỉ chọn lựa được 2-3 học sinh. Các bạn học sinh được chia thành từng nhóm, cùng nhau lên ý tưởng cho dự án mà nhóm thực hiện. Việc chia thành từng nhóm nhỏ sẽ giúp cho các bạn có thể nhanh chóng thực hiện được những đề tài nghiên cứu của mình, mà còn tăng tính cạnh tranh, giúp cho các bạn trẻ tạo ra nhiều ý tưởng sáng tạo. Hơn thế nữa, đây cũng là cơ hội cho các bạn được gặp gỡ và giao lưu với những người bạn cùng trang lứa đến từ các vùng khác nhau của đất nước, từ đó bổ sung cho mình thêm nhiều kiến thức bổ ích, tăng tính đoàn kết. Đầu tiên khi mà mới bắt đầu tham gia trại hè thì em khá là bất ngờ khi mà em lại có thể gặp được những cái người bạn thì khá là rất là năng nổ, hoạt bát ạ. Và đồng thời thì em phải công nhận là đây là những cái người bạn mà đồng trang lứa với em, nhưng mà họ là những người mà có thể gọi là giỏi nhất mà em từng biết trong lĩnh vực toán học và tin học. Hiểu mong muốn của các em học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam luôn muốn được thử sức và hiểu thêm về công nghệ. Do vậy mà trong chương trình, ngoài thiết kế các dự án lập trình đơn giản, thu hút, chương trình còn tạo ra những trò chơi có tính ứng dụng cao để tăng khả năng sáng tạo của các em. Mô hình trại hè mang đến cho học sinh những trải nghiệm mới mẻ. Các em không chỉ giải các bài toán khó để tham gia vào các kỳ thi tuyển vào các cấp hoặc đại học, mà hơn hết, các em bước đầu làm quen với khoa học bằng cách được giới thiệu các đề tài tương đối có nhiều ứng dụng trong đời sống. Đó là những bài toán tuyển sinh. Khi được làm quen với những chủ đề như thế này, các em sẽ cảm thấy thích thú và có động lực khi mà học các môn khoa học cơ bản như là môn toán. Còn đối với môn tin học, các em có cơ hội học thêm về kiến thức nâng cao lập trình Scratch, cách phát triển một câu chuyện, một trò chơi, gợi ý ý tưởng cho dự án. Chính những thay đổi này đã thổi lên làn gió mới, giúp các em có thêm động lực và theo đuổi niềm đam mê khoa học của mình. Trại hè MSP thì thực sự là rất là vui và em cũng học được rất là nhiều điều. Cái quan trọng nhất em học được ở đây không phải là một kiến thức chuyên môn về một cái phần mềm lập trình, một cái môi trường lập trình, mà nó là cái cách mà mình tư duy khi mà mình lập trình. Đó là cái em thấy là nó quan trọng nhất khi mà em học. Giờ thì các anh chị hướng dẫn là thường là rất là chịu khó lắng nghe và giúp tụi em. Có nghĩa là mấy anh chị thay vì là giải quyết theo cách của mình thì cố gắng hiểu cái ý của tụi em đang làm để mà hướng dẫn tụi em theo một cái hướng đi khác, hoàn toàn khác luôn. Phần lớn các bạn tham gia tổ chức trại hè hầu hết là nghiên cứu sinh, sinh viên, chuẩn bị tốt nghiệp và vừa mới tốt nghiệp các trường đại học tại Mỹ. Với lòng nhiệt huyết, sức trẻ, sáng tạo, những thành viên tham gia trại hè mong muốn tạo ra diễn đàn, một môi trường tốt cho các em học sinh. Chương trình không chỉ xoay quanh việc cung cấp kiến thức cơ bản cho các em mà còn hướng dẫn, giúp cho các em nắm vững kiến thức để tạo ra nhiều ứng dụng. Mục đích chính của trại hè không chỉ mang lại kiến thức cho các em học sinh mà còn khơi dậy niềm đam mê khoa học, khơi dậy sự sáng tạo, chủ động và khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm của các em học sinh. Vì vậy, mong muốn lớn nhất của những người hướng dẫn khi tổ chức trại hè này là sau khi tham gia trại hè, các em sẽ có một động lực để học tập, tìm hiểu đam mê, sở thích của mình và giúp các em chọn lựa nghề nghiệp trong tương lai của mình một cách đúng đắn. Tôi muốn truyền cho những em học sinh cái mong muốn là hãy đi theo cái niềm đam mê và khát vọng của mình. Và lúc đó thành công sẽ đến theo các em, chứ không phải là bằng mọi giá để thành công, mà hãy biết cách thể hiện cái sự thích thú, hãy biết cách đam mê và sống theo đam mê của mình để đạt được mục đích. Mình muốn mang lại cho các em là cách tư duy, cách tiếp cận một bài toán mới, thúc đẩy trí sự tưởng tượng, hay là để các em có thể tự mở rộng bài toán, có nghĩa không suy nghĩ theo một cách mở rộng, chứ không phải suy nghĩ theo một lối mòn nào đó. Mình không bác các em phải nghĩ theo mình, mà mình muốn các em là tự phát triển và tự suy nghĩ theo cách của bản thân mình và tìm ra những cái gì hay và mới mà các em thấy hứng thú. Tại vì mình thấy nghĩ học toán thì quan trọng nhất là đam mê và hứng thú, thì mình muốn khơi dậy cái sự đam mê của các em. Lập trình về
Có SWAT thì nó làm được hai cái chủ yếu là về truyện và về game. Thì em có hướng dẫn về phần truyện cho các bạn là có thể viết một cái câu chuyện hoạt họa bằng SWAT. Các bạn đã làm được khá nhiều cái dự án, làm được những cái câu chuyện mà viết bằng SWAT là các bạn bây giờ đã làm rất tốt rồi. Khi tham dự chạy hè MASP thì em cảm nhận được các anh chị rất nhiệt tình ạ. Các anh chị rất giỏi, có nhiều kiến thức chuyên môn để giới thiệu cho bọn em. Và các anh chị chuẩn bị rất là chu đáo, nhiệt tình ạ. Những diễn giả tham gia chương trình chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho các học sinh cũng như truyền tình yêu khoa học cho các em. Nghề lập trình vốn được xem là nghề khá chông gai, nhưng cũng mang lại nhiều điều thú vị. Có mặt tại chương trình, những diễn giả vốn là những người có kinh nghiệm làm nghề, cũng như đã từng trải nghiệm ở trong nước và nước ngoài. Họ đã chia sẻ cho các em những câu chuyện, những bài học khởi nghiệp để truyền cho các em động lực, đam mê, để các em có thể theo nghề lập trình. Và có lẽ một phần không thể thiếu, đó là cách diễn giả trải lòng mình với các bạn học sinh về các kỹ năng thuyết trình trước công chúng, về các vấn đề liên quan đến khoa học. Đây là một vấn đề rất cần thiết cho các nhà khoa học tương lai, bởi nó sẽ giúp cho các bạn trẻ có thể chia sẻ niềm đam mê khoa học của mình trước cộng đồng, lan tỏa tình yêu đó đến với cộng đồng, cùng cộng đồng thực hiện những dự án lớn. Tôi thì nghĩ rằng các bạn làm rất là tốt và chuyên nghiệp. Và các bạn đều là một số bạn là du học sinh, là mang những cái kiến thức, cái trải nghiệm ở nước ngoài về và truyền cho các em học viên Việt Nam. Đấy là một cái cơ hội rất là tốt. Mình nghĩ mình mong muốn nhất ở các bạn trẻ không phải câu chuyện kiến thức, mà mong muốn ở các bạn đấy là cái niềm đam mê. Vì niềm đam mê nó sẽ giúp các bạn theo đuổi một cái ngành nghề trông thì có vẻ rất là mệt nhọc như là ngành khoa học, nhưng mà thật sự nó sẽ đóng góp rất nhiều cho xã hội, không chỉ hôm nay mà xã hội tương lai nữa. Những ý tưởng, những dự án của các bạn học sinh chính là kết quả của những nỗ lực mà các bạn trẻ đạt được trong quá trình tham gia chạy hè MASP. Những sản phẩm bao gồm một trò chơi hay câu chuyện bằng hình ảnh này được tạo ra bằng sự sáng tạo, bằng niềm đam mê, tìm tòi. Và hơn hết, chạy hè MASP đã tạo ra động lực cho các em theo đuổi niềm đam mê về khoa học, giúp các em định hướng trong tương lai. Niềm đam mê chuyên toán ấp ủ từ sẵn từ khi còn nhỏ, thì em thấy chạy MASP là một chạy hè rất là phù hợp với em để nghiên cứu và mở rộng thêm kiến thức. Chương trình không chỉ mang đến cho em cách giải những bài toán mới, mà chương trình ở MASP còn truyền cho em những cảm hứng học toán rất là bổ ích để em áp dụng vào sau này ạ. Bạn học sinh này là Bùi Mạnh Giỏi. Em đến với những nghiên cứu liên quan đến tin học khi em đang học năm lớp 11. Từ đó, Bùi Mạnh Giỏi đi sâu vào tin học và tìm hiểu nhiều hơn về lĩnh vực này. Và rồi MASP là nơi em lựa chọn để thỏa sức theo đuổi niềm đam mê của mình. Với Mạnh Giỏi, đây là một nơi khá thú vị để em có thể ứng dụng những kiến thức mà em học được trên trường để có thể thực hiện một dự án mà vốn chỉ có trong các kỳ thi. Tại đây, Giỏi không chỉ được các anh chị đi trước, hướng dẫn và giúp đỡ, mà còn có cơ hội làm việc nhóm với nhiều bạn trẻ cùng đam mê như mình thực hiện những dự án khoa học. Đối với riêng nhóm em thì em thấy là sự cạnh tranh giữa các thành viên trong nhóm rất là cao, mà cũng chính vì vậy là tụi em ra được cái ý tưởng mà em cảm thấy là nó rất hay. Nhóm em chủ yếu là làm cái dự án về lập trình, thì có rất nhiều bạn là giỏi về phần lập trình và mấy bạn cũng rất là biết làm việc với nhau, nên công việc nói chung là đi đúng tiến độ và khá là nhanh. Đa số các bạn ở đây là đều có khả năng lập trình tốt. Và thậm chí là dù có những bạn là trước đó là chưa có kinh nghiệm về lập trình, nhưng mà đi vào thì cũng lập trình rất là tốt, hiểu bài rất là nhanh, và em thấy là các bạn làm việc nhóm khá tốt. Qua tại hệ này em sẽ có niềm yêu thích với môn toán nhiều hơn, và cũng qua tại hệ thì em sẽ định hướng được về những kiến thức toán mình được học sẽ vận dụng làm gì và những định hướng trong tương lai của mình. Khi tham gia các bạn thì em thấy là mỗi bạn đều có những điểm mạnh riêng, đều có những cá tính riêng, và em nghĩ em sẽ học tập được nhiều từ các bạn. Và các bạn đều rất năng động và việc làm việc nhóm của bạn là rất tốt. Em học được rất nhiều điều mới, như là học cách lập trình một ngôn ngữ mới,
học các kỹ thuật mới cũng như là được các anh chị truyền các kinh nghiệm trong việc lập trình. Ý tưởng của em là vẽ ra một cái đồ thị mà theo đó cho phép người dùng nhập các số liệu vô và để nó vẽ đồ thị à. Nó có thêm một số chức năng mới như là phóng to, thu nhỏ, chỉnh màu sắc cũng như là kết hợp với âm thanh, nhạc có thể là giúp cho người sử dụng là thư giãn, thoải mái à. Điều đặc biệt ở trại hè này á là thứ nhất á là tụi em không còn học những cái kiến thức mà khô cứng nữa, mà lần này tụi em được học ứng dụng với những phần mềm mà nó vừa thực tế vừa dễ học hơn. Để xây dựng nên trại hè toán học và khoa học MathSpy còn phải kể đến sự đóng góp của 4 bạn du học sinh Việt Nam học tại trường đại học MIT và Wesley Mỹ, gồm Lê Hùng Nhung, Đỗ Thị Thu Thảo, Vũ Minh Châu và Nguyễn Thị Trinh. Họ đã từng mong ước có được những chương trình để giúp những bạn trẻ hiểu hơn về nghiên cứu khoa học, những hướng đi nghề nghiệp, các cơ hội phát triển năng lực. Trại hè được thành lập phần nào hiện thực hóa ước mơ của cả 4 bạn trẻ. Với sức trẻ cùng niềm đam mê với khoa học, họ đang từng bước đưa khoa học tới gần hơn với tất cả các đối tượng và mở thêm nhiều cánh cửa cho các phát minh và ứng dụng công nghệ và khoa học. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên chúng tôi với Vũ Minh Châu, một trong những thành viên sáng lập trại hè toán và khoa học, để lắng nghe những chia sẻ của Minh Châu trong hành trình xây dựng MathSpy như là nơi để truyền tình yêu khoa học dành cho các bạn trẻ. Lời đầu tiên xin cảm ơn Vũ Minh Châu đã dành thời gian cho chương trình Kết nối cộng đồng của kênh VTC10 Nét Việt. Tôi thấy là thường người ta tổ chức trại hè thì sẽ là những hoạt động hướng nhiều đến thể chất hơn. Còn các bạn thì lại có ý tưởng là thành lập một cái trại hè toán và khoa học MathSpy. Bạn có thể chia sẻ một chút về ý tưởng này. Trại hè MathSpy là một trại hè toán và khoa học dành cho các bạn học sinh cấp 3. Thì ý tưởng của bọn mình được đưa ra từ bởi vì là 4 người bọn mình thì hồi xưa đều là học trường chuyên các môn toán và khoa học. Và hồi đó thì bọn mình luôn có mong muốn được là được tìm hiểu xem là nghiên cứu khoa học sau này nó sẽ như thế nào, nhưng mà không tìm được lời giải đáp. Vì thế nên bây giờ bọn mình muốn tổ chức cái trại hè này để một phần nào đó là thực hiện hóa cái ước mơ của bọn mình khi đó, và cũng là muốn để tạo ra một cái cơ hội để đóng góp lại cho cộng đồng đất nước. Một trại hè về toán và khoa học thì liệu rằng có khó khăn không trong việc tìm kiếm và lựa chọn các thành viên tham gia? Tìm kiếm thành viên cho các trại hè này thì cũng khá là khó, tại vì là các em học sinh ở tất cả mọi miền trên đất nước thì đều rất là nhiệt huyết mong muốn tham gia chương trình, bởi vì các em cảm thấy là chương trình này hết sức là hữu ích cho các em, có thể tìm hiểu được là cách nghiên cứu khoa học cũng như là cách làm việc nhóm, thuyết trình như thế nào. Vì thế mà chương trình khi mà sau khi đã hết hạn nộp hồ sơ và rất là vui vì đã nhận được hơn tổng số là 250 số hồ sơ gửi đến cho chương trình, và chương trình cũng mất rất nhiều công để có thể chọn ra được những hồ sơ tốt nhất. Lúc mà chọn hồ sơ thì đã phải trải qua 2 đến 3 vòng chọn hồ sơ rất là mệt như vậy. Mặc dù gặp những cái khó khăn như vậy nhưng mà chúng mình rất may mắn được nhận được sự hỗ trợ hết sức là nhiệt tình từ các thầy cô giáo từ Viện Toán cũng như là Quỹ Toán học Việt Nam. Hơn thế nữa thì các anh chị cựu học sinh ở trường MIT cũng đã hết sức là nhiệt tình khi mà hỗ trợ không chỉ là về mặt kinh phí cũng như là về ý tưởng và đóng góp về mặt tài liệu nữa cho các em học sinh cấp 3. Vậy thì một hồ sơ như thế nào theo bạn sẽ là một hồ sơ đạt yêu cầu? Bọn mình luôn luôn hướng đến những bạn, thứ nhất là không có điều kiện để theo học. Bọn mình muốn hướng đến những cái bạn như thế, bởi vì khi các bạn ý tham gia được chương trình này thì các bạn ý sẽ có định hướng tốt hơn về tương lai. Tiêu chí đầu tiên của chương trình đó là tạo cơ hội cho những bạn ở khu vực ngoài Hà Nội, những bạn mà không có bình thường không có nhiều điều kiện để tiếp xúc với cả nghiên cứu ở nước ngoài. Một cái tiêu chí thứ hai đó là niềm đam mê đối với chương trình, niềm đam mê đối với nghiên cứu. Thành tích học tập thì cũng là một cái yếu tố hết sức quan trọng, nhưng mà cũng không quan trọng bằng cái niềm đam mê mà các bạn ý hướng đến các môn toán và khoa học. Và đấy là hai tiêu chí chính mà chương trình đã đề ra từ ban đầu. Nếu như nói về những lợi ích của trại hè mang tới cho các bạn thành viên tham gia bằng 3 từ thì bạn sẽ nói gì? Thứ nhất là vui, thứ hai là hữu ích và thứ ba là dám nghĩ dám làm. Vậy thì trại hè này sẽ hướng mạnh hơn về tính ứng dụng hay là tính lý thuyết của toán học? Trại hè này thì luôn luôn hướng đến cả hai, bởi vì là trong toán học thì lý thuyết là một phần rất quan trọng ở trong toán học. Còn nói về môn tin học thì môn tin học hướng hơn về tính ứng dụng ngôn ngữ lập trình. Vũ Minh Châu có thể chia sẻ trại hè năm nay về toán và khoa học mà các bạn tổ chức thì có điều gì đặc biệt? Điều then chốt của trại hè của chúng mình đó là
học sinh khi tham gia về trại hè của chúng mình được tiếp cận với những anh chị đã từng học tại trường đại học ở nước ngoài và có một chút gì đấy gọi là kinh nghiệm đi trước, giúp các em có một cái hướng nghiệp cho cái sự nghiệp của mình sau này. Và cái thứ hai ý, đó là ở trại hè này thì không chỉ là hướng đến là học và chỉ học thôi, mà là bọn mình rất là hướng đến cái kỹ năng mềm, đó là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập và thậm chí là thuyết trình trước đám đông. Và cuối cùng thì cái ý này đó là trại hè Must Be hoàn toàn miễn phí cho các bạn học sinh, và thậm chí là trại hè Must Be còn tài trợ tiền đi lại và tiền ăn uống cho các bạn học sinh ở tỉnh ngoài Hà Nội nữa. Sau trại hè này thì các bạn có những hoạt động như thế nào nữa không để tiếp tục hỗ trợ các bạn học sinh say mê khoa học? Must Be ngay từ đầu đã cam kết là đây không phải là một cái trại hè tự phát, mà sau khi trại hè kết thúc thì bọn mình sẽ không làm gì nữa. Mà sau trại hè này, sau khi mà đã học cùng với các em học sinh, hướng dẫn của các em học sinh và đã trở nên thân với các em học sinh rồi, thì bọn mình sẽ vẫn tiếp tục là hướng dẫn các em ý trên con đường lựa chọn sự nghiệp sau này. Bởi vì là thậm chí là có những em học sinh hiện giờ đang là học sinh lớp 11, 12, trong vòng 1-2 năm nữa thôi thì các em sẽ đứng trước ngưỡng cửa vào con đường đại học. Người hướng dẫn ở trong chương trình Must Be rất là nhiệt tình và rất là muốn là giúp đỡ các em trong cái con đường là lựa chọn hướng nghiệp. Ngoài ra, vào năm tới, trại hè Must Be rất mong muốn được mở rộng thêm vào những cái môn khoa học khác như là lý, hóa và sinh, và hy vọng là sẽ có nhiều bạn học sinh tham gia hơn nữa. Xin cảm ơn những chia sẻ của Vũ Minh Châu và một lần nữa xin được cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chương trình Kết nối cộng đồng. Trong tiểu mục Lời yêu thương ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị những chia sẻ, những mong muốn của các bạn học sinh khi tham gia vào chương trình trại hè toán và khoa học Must Be. Sau khi học ở Must Be thì em thấy là em có thể tư duy được và lập trình được Scratch cơ bản, và sau một thời gian học thì em mong là em có thể làm được những cái game ở trên điện thoại theo nền tảng Android. Em mong muốn là dự án của em nó thành công. Rồi sau đó là em mong là em có thể ứng dụng cái việc mà mình tư duy trong phần lập trình để mà em giống như giúp ích cho cái việc sau này em đi học. Mong muốn của em sau khi tham gia trại hè Must Be là việc em có thể tiếp tục với tinh thần một chuyên viên toán, thì em muốn tiếp tục học ngành toán và tiến lên là nghiên cứu, và đó là có như là một ước mơ của em từ nhỏ. Em cũng hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ có nhiều trại hè như trại hè Must Be về các môn học khác, ví dụ như vật lý, hóa học, để phát triển được những cái niềm đam mê của các bạn trẻ ở Việt Nam. Em mong muốn được biết thêm nhiều điều nữa hơn về toán học và tin học. Và đặc biệt hơn nữa thì em muốn được học thêm nữa, những điều mới nữa để làm nền tảng cho mai sau để em tiếp tục học thử. Qua trại hè này em sẽ có niềm yêu thích với môn toán nhiều hơn. Và cũng qua trại hè thì em sẽ định hướng được về những kiến thức toán mình được học sẽ vận dụng làm gì và những định hướng trong tương lai của mình. Những chia sẻ của các bạn học sinh đã khép lại chương trình Kết nối cộng đồng kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, kính chào tạm biệt.